Vừa qua tại thành phố Thanh Hóa, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã kỷ niệm 55 năm ngày thành lập nhà máy điện Hàm Rồng và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Nhà máy điện Hàm Rồng, tiền thân của Công ty Điện lực Thanh Hóa được Bộ Thủy lợi, Điện lực đưa ra quyết định thành lập trên cơ sở thống nhất 4 cơ sở phát điện trong tỉnh Thanh Hóa. Qua 55 năm xây dựng, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã không ngừng phát triển cả về quy mô tổ chức và đội ngũ cán bộ công nhân viên, xác định rõ điện phải đi trước một bước vì đây chính là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, ngành điện Thanh Hóa đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn điện nhằm nâng cao độ tin cậy cấp điện, giảm tổn thất điện năng, bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế cũng như sinh hoạt của nhân dân, đồng thời nỗ lực xóa các bản trắng điện vùng cao biên giới, góp phần quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc phòng và cải thiện đời sống nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống nhà máy điện Hàm Rồng, cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng.